Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay là một siêu phẩm giá rẻ nhưng được trang bị cấu hình phần cứng vô cùng đặc biệt với tỷ lệ màn hình 3:2. Đây là tỷ lệ đã từng dùng khoảng 20 năm trước và bây giờ các hãng đã bắt đầu trở lại. Nó còn gọi là màn hình vuông các bạn ạ. Được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 11 luôn các bạn ơi. Được nâng cấp lên Edit XE Graphics và thời lượng pin có thể duy trì dùng khoảng 10 tiếng cho chế độ dùng văn phòng. Trọng lượng của máy chỉ hơn 1 kg với thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ, vỏ hợp kim nhôm và rất nhiều công nghệ ở chiếc máy này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp, sau đó tìm hiểu dòng sản phẩm này thực sự có ngon lành hay không. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Các bạn ơi, Acer Switch 3 này, nó sẽ có mã đuôi các bạn này, FF313578UG. Chiếc máy này đi lửa vòng trái đất mới về tại thị trường Việt Nam, mình nhập trực tiếp tại thị trường Mỹ về. Đây, thông số kỹ thuật của nó đây nhá. Các bạn có thể nhìn thấy i7-1165G7 này. Màn hình của nó là 13,5 inch 2K, 2256x1456, đấy, nó còn gọi là QHD, IPS nhá. Edit XE và RAM 8GB SSD512GB và rất nhiều công nghệ ở đây. Các bạn còn nhớ là cách đây khoảng vài tháng thì mình đã giới thiệu với phiên bản 2020. Và 2021 thì được nâng cấp lên dòng CPU thế hệ thứ 11, các bạn biết rồi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của Acer. Đây các bạn ơi, một thiết kế nhìn ở bên ngoài thì rất là hoài cổ. Cứ nghĩ là một chiếc máy thập niên 2000 vuông như này. Nhưng nó là bầu trời công nghệ và tích hợp cái công nghệ hoàn toàn mới. Sạc chân kim của nó như này, kim nhỏ. Công suất của sạc ở đây ta sẽ có là 65W các bạn ạ, nó hơi nhỏ xíu rồi. Đây là dây nguồn. Các bạn nhìn này. Hình vuông. Giống như những chiếc laptop của thập niên 2000. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy nó chỉ có 1,19 kg, chưa đến 1 cân 2 các bạn ạ. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối. Các bạn nhìn này, logo Acer. Thiết kế cực kỳ tối giản. Chúng ta sẽ có lỗ khóa ở bên tay trái và thêm một cổng USB. Có ký hiệu ở đây, chúng ta sẽ có ký hiệu là máy đang sử dụng và pin. Ở đây chúng ta có jack phone và mic để các bạn có thể kết nối ra tín hiệu âm thanh bên ngoài với chuẩn giao tiếp 3,5mm các bạn nhé. Trong cái đó đằng trước cũng là một ngôn ngữ thiết kế phẳng và chỉ có một cái G ở đây. Các bạn có thể tò tay ở đây, các bạn mở máy đơn giản hơn. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước các bạn nhé. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cổng sạc này, sạc rất là nhỏ. Cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài. Có một cổng USB 3.0 có ký hiệu quả pin. Các bạn sẽ cắm cáp điện thoại di động, máy tính bảng. Đấy, cắm vào đây để sạc thiết bị mà không cần phải bật chiếc máy này lên. Cổng Thunderbolt 4 sẽ hỗ trợ các bạn băng thông ra bên ngoài cực kỳ rộng luôn, lên đến 40 GB/s. Các bạn hoàn toàn có thể cắm kết nối ra màn hình 5K, 6K và thậm chí có thể cắm AirPods cảm hình rời từ bên ngoài. Đây này các bạn này, cổng này mạnh và nhanh nhất hiện nay. Đây bên dưới máy các bạn có thể nhìn này. Những chi tiết làm cực kỳ tinh xảo với những con ốc 6 cạnh. Đây. Đây là lỗ reset phần cứng nhá, reset có nghĩa là ngắt pin trong trường hợp mà máy các bạn bị treo. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra đằng sau chỗ này. Đây là hai ốc loa, những cái phần đen này để trên mặt phẳng và nó sẽ tuần hoàn không khí mà nó không bị cập kênh máy đó. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong của nó như nào nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thì với phiên bản năm 2021 các bạn thấy là bên trong hầu hết sẽ là pin và vỏ mạch chủ. Chúng ta có một slot cắm ổ cứng. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, CPU được onboard trực tiếp trên bộ main và RAM cũng được dán trực tiếp trên main luôn. Đây là wifi màn màu xanh. Quạt tản nhiệt này. Đó. Pin đây chúng ta có dung lượng lên đến 3540 mAh. Thực ra pin này dung lượng không quá lớn nhưng đủ chúng ta duy trì dùng khoảng 7 đến 8 tiếng cho chế độ dùng văn phòng thông thường các bạn nhé. Ngoài phiên bản Vega On mình đang có thì chiếc máy này sẽ có phiên bản có Vega rời, bởi các bạn sẽ thấy là nó chờ một con chip ở đây này. Có chip nhớ RAM và chip cả màn hình. Nhưng thưa các bạn là chỉ có hãng thì mới có khả năng lắp vào đây được, chứ chúng ta sẽ không thể tự mua về chúng ta lắp nhé. Thưa các bạn thấy là hai cái loa nhìn hai cái loa này chắc chắn là nghe cũng rất là hay. Các bạn bố trí nó ngay sát được cái phần mép để chúng ta có thể nghe cảm nhận tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy xem ngon lành hay không nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem. Và tóm tắt lại cái máy này thì quên mất mình nói luôn các bạn, nó chỉ cho phép các bạn nâng cấp duy nhất chỉ ổ cứng thôi, maximum là 2 TB.
Trong khi đó RAM và CPU onboard trực tiếp trên bo mạch chủ và các hình cũng không thể tự nâng cấp được vào. Nên chính vì thế các bạn mua máy cũng phải cân đo đong đếm xem có phù hợp với mình hay không. Vâng, thưa các bạn, màn hình vuông. Ở đây các bạn thấy là toàn bộ phần khung này của nó đều bằng hợp kim nhôm hết. Tỷ lệ màn hình 3:2 ghi rõ luôn này. Độ phân giải của màn hình thì các bạn cũng sẽ thấy là ghi rõ trên này rồi. Pin có thể dùng với dung lượng rất là cao và sạc nhanh. Công nghệ âm thanh DTS Ultra này, Thunmod 4 này. Tên của máy, dòng máy là Asus Switch 3 và nó có cái chứng chỉ Evo này. Thì các bạn sẽ dùng được khoảng trên 9 tiếng, đó là theo thông số nhà sản xuất. Chúng ta sẽ có chip bảo mật vân tay ở đây, màu đen. Phím bật nguồn được tích hợp trực tiếp trên nguồn này, trên phím nguồn đây. Và các bạn thấy là những cái phím chức năng bao gồm nhấn tắt loa, mở to, nhỏ loa, rồi bàn phím, chuột vân vân. Nó có led phím, các bạn sẽ nhìn này, led của nó led màu trắng nhá. Chất lượng phím của dòng này các bạn thấy nó lỗi như này thì các bạn nhập liệu bấm phím thì nó cũng rất là tốt. Và nhìn thế này cũng khá là mỏng đúng không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra phần cứng bên trong của chiếc máy này. Cái màn này các bạn thấy nó là màn hình gương các bạn ạ. Đây các bạn thấy là phần cứng bên trong là con chip bảo mật vân tay này các bạn nhìn này. Bluetooth trên máy được sử dụng 5.0. Camera trên máy được sử dụng là HD. Các bạn thấy là camera nó rất là nhỏ bên trên. Cái viền bằng nhựa thì thực ra làm thì nó cũng sẽ không được cao cấp cho lắm. Camera thì sẽ giúp các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập này, làm việc online, là họp trực tuyến này, học online vân vân. Ổ cứng các bạn thấy là với dung lượng bên trong máy lên đến 512GB LVMe. Đây cái Edit XE Grandfix là cái này nâng cấp quý giá nhất trên dòng CPU mà i5 hoặc i7 thế hệ thứ 11 là đều được tích hợp cái này. Một số dòng i3 thì không được tích hợp cái này các bạn ạ, mà vẫn sử dụng UHD Grandfix có lẽ là để tối thiểu về chi phí. Đây Wi-Fi cũng đã được nâng cấp lên Wi-Fi 6. Đây còn chip i7 này, 11 65 GB này. Chất lượng màn hình của máy ra sao nào? Đây là phần mềm Fluxx mà mình hay chấm điểm của màn hình các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu lên đến 99% sRGB và 64% Adobe RGB. Một màn hình có chất lượng rất là tốt. Tỷ lệ 3.2, màn vuông. Đây vâng thưa các bạn. Mình sẽ mở hết độ sáng của máy này. Các bạn sẽ nhìn thấy là chất lượng của màn hình thì chắc có lẽ không có gì để chê đúng không? Với cái tỷ lệ màn hình này, các bạn thấy là xem video nó sẽ thừa này. Nhưng mà khi các bạn cuộn web cái thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và cái không gian có thể làm việc chúng ta nhìn nó cũng sẽ dễ dàng hơn trên tỷ lệ màn hình như này. Rất nhiều năm rồi các hãng bao giờ mới có cái màn hình vuông kiểu như này. Cái góc nhìn của màn hình IPS các bạn thấy nó cũng rất là rộng. Nó đạt 178 độ các bạn nhìn trên màn hình các bạn vẫn có thể nhìn rõ được. Đây là một màn hình có tỷ lệ bao phủ màu rất cao, sẽ giúp các bạn thiết kế design rất là ok. Bây giờ mình sẽ bật loa lên nhé. Với công nghệ DTS Ultra, chất lượng loa các bạn có nghe thấy khá là rõ và to. Và cái màn gương này thì thực ra các bạn ạ, có những người thích và có những người không. Nếu mà nhìn vào đây cái màn gương thì chúng ta cứ nghĩ đây là một màn hình cảm ứng. Nhưng thưa các bạn là không được tích hợp màn hình cảm ứng. Và màn hình gương thường có độ sáng nó nhìn rất là rực rỡ luôn. Độ sáng của màn hình nó lên đến 441,14 CD, cường độ ánh sáng cho 1m2. Và tỷ lệ tương phản của màn cũng lên đến 1494 trên một điểm các bạn ạ, điểm trắng lên đến 6000K. Âm thanh như này thì các bạn xem phim giải trí cũng rất là ổn rồi. Khá to, rõ trong phòng 20m2 của mình. Và chất lượng màn hình như này thì không có gì để chê cả mọi người nhé. Các bạn ơi, việc máy được nâng cấp lên i7 thế hệ thứ 11 và với Edit XE Graphics các bạn thấy là FPS nó sẽ đẩy lên 31 và chế độ tác vụ về đồ họa 3D nó sẽ không giật. Các bạn có thể thấy là một chiếc máy trang bị chip U và Vega On bây giờ vẫn có thể làm các tác vụ 3D nhưng ở mức bình bình thôi các bạn nhé, chứ không hẳn khỏe như những dòng máy được trang bị chip H hay chip Xeon. Đây các bạn thấy này. Và nhiệt độ của máy chạy cũng rất ổn định, nó ở mức khoảng 68 độ C. Các bạn ơi, với thế hệ chip thứ 11 này, các bạn sẽ thấy là con chip 1165G7 mặc dù là i7 nó vẫn có bộ lõi 8 luôn. Đó. Với xung cao hơn. Đây là thế hệ chip Tiger Lake các bạn ạ. Trong khi đó thì với Edit XE Graphics được nâng cấp lên thì thực ra nó sẽ tương tự như con MX350 với dung lượng 2GB cả màn hình rời. Các bạn thấy điểm số còn lên đến 865 CB. Điểm số nó còn gần như bằng 80% sức mạnh của i7 như là 10850H trên dòng CPU chip H của Intel. Những chiếc máy chip U bây giờ càng ngày càng khỏe các bạn ạ, được nâng cấp tốt hơn. Đây các bạn thấy là FPS nó chạy cũng khá là mượt trên mức trên 100 là đồ họa mô phỏng. Nhưng thưa các bạn, với cấu hình này thực tế thì nó vẫn chỉ dùng đồ họa ở mức tầm trung và chơi những tựa game 3D bình thường thôi. Còn với các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp như các bạn dựng phim hay các bạn có thể làm các phần mềm như để trong lĩnh vực xây dựng chẳng hạn,
các phần mềm như là dường như Revit tôi biết thì chiếc máy này hoàn toàn không đáp ứng được bởi vì nó không phải dành cho làm đồ họa chuyên nghiệp. Các phần mềm tính toán lập trình thì chiếc máy này hoàn toàn chạy ok ngon lành và các bạn có thể dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video đơn giản là cũng ok. Ôi chào, một chiếc máy mình lần đầu tiên mình chấm một cái điểm card đồ họa on nó đẩy lên 102 fps, sợ thật đấy. Đây các bạn nhìn này, gớm thật. Bình thường là mình chấm nếu mà ở trên dòng xung CPU thấp mà cũng là con IRIS-XE này thì nó chỉ khoảng hơn 70 rồi, đây lên hơn 100. Nó được bổ trợ tốt bởi cái CPU chúng ta khỏe. Vâng thưa các bạn, với một chiếc màn hình 2K là chúng ta chơi những tựa game tầm trung là rất ngon. Chơi Liên Minh mà FPS lên đến gần 200 các bạn ạ. Và nhiệt độ chơi game ở mức chỉ có 68 độ C thôi. Chất lượng loa khá tốt. Và các bạn thấy là nó hiển thị game thì các bạn sẽ thấy là những cái khoảng trống này do cái phân giải của màn hình nó chưa hỗ trợ cái 3:2. Cái này có lẽ là phù hợp nhất cho người dân văn phòng mà các bạn lướt web, xem phim, giải trí thì nó sẽ hiển thị đủ, rất là đẹp luôn. Với những tựa game tầm trung như này, máy chúng ta được trang bị i7 và IRIS-XE, chúng ta hoàn toàn có thể chơi những tựa game như này. Thậm chí là những tựa game 3D là vẫn có thể cày kéo được các bạn nhé. Upline, đề chế này, CSGO và các thứ là chơi được hết. Còn những cái tựa game mà mình hay cài vào thì có thể chơi được. Các bạn chú ý thì thực tế đây không phải là một chiếc máy gaming mà nó chỉ chơi được những tựa game như này thôi, những tựa game nặng hơn thì không thể chơi được. Ví dụ như game như là PUBG bản PC thì chắc chắn là không chơi được, nếu mà chơi thì ở mức rất là thấp, nó giật. Bản mobile thì chơi thoải mái các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Acer Switch 3 phiên bản năm 2021 các bạn ạ. Một cảm giác mới lạ, một cảm giác hoài cổ được thiết kế một chiếc máy. Các bạn thấy là với những chiếc máy mà chúng ta la lá thập niên 2000 thì đây là một phiên bản 2021 các bạn ạ. Được trang bị phần cứng mới nhất của Intel, được nâng cấp lên Wi-Fi mạnh nhất và Bluetooth nhanh nhất, và ổ cứng cũng rất nhanh và thời lượng pin có thể dùng gần 10 giờ cho chế độ người dùng văn phòng thông thường. Thậm chí là màn hình 2K rất đẹp, độ sáng trên 400 CD, tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% và trang bị tất cả những cổng kết nối đặc biệt. Các bạn thấy là Thunderbolt 4 này, bảo mật vân tay này sẽ giúp các bạn bảo mật trong môi trường doanh nghiệp cũng như các cổng truyền thống như chiếc máy hoàn toàn ok ngon lành và trọng lượng của máy chưa đến 1 cân 2. Đối với các bạn, các công việc văn phòng di chuyển đi lại thiết kế ở mức 2D thì đây là một chiếc máy hoàn hảo dành cho quý các bạn. Nhược điểm của máy các bạn sẽ thấy là không nâng cấp được RAM. Với RAM 8GB thì mình nghĩ là một chiếc màn hình 13.5 inch thì hoàn toàn đủ để các bạn dùng các công việc như vừa rồi. Còn nếu các bạn cần nhiều RAM hơn thì chiếc máy sẽ không cho phép các bạn nâng cấp. Thì có thể đây cũng là nhược điểm của chiếc máy này. Với phân khúc giá bán, chiếc máy đang ở mức khoảng 23 triệu cho siêu phẩm này. Thứ nhất, độc lạ. Và các bạn sẽ thấy là khi chúng ta gập vào, đây, vuông vắn, nhỏ nhắn, xinh xắn, thời lượng pin tốt, loa hay, màn hình đẹp. Đấy. Lưu ý là chiếc máy này có giá bán rất đắt nhưng không phù hợp cho các game thủ như các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp bởi vì cấu hình máy sẽ không đủ. Còn đối với các việc văn phòng và đồ họa tập trung di chuyển đi lại, học tập và làm việc online thì đây là một chiếc máy cực kỳ sang chảnh, độc lạ các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm dòng sản phẩm Acer Switch 3 của Lương xin được khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.